bảo lực cơ mà. Hoặc là giống xe có cái sau nó ăn hết cái lụa ngoài đây thọ này thấy chưa? Trời đất. Mua chiếc ô tô đi cho anh. Đây rửa đây chị. Dẫn lên cho bạn biết thì chứ lần đầu không thấy mà. Đây đẹp không? Vừa xanh mà vậy, cái hộp đâu lũ khủ. Mà sao lạ thọ, cái vườn chú là hộp đâu rất là nhiều. Ăn lộm lên trắng lộm. Cà phê đẹp, cái băng này mới đẹp, băng này rất là đẹp. Quay quay cảnh. À, cái bà xong ăn to luôn nè, to theo tường luôn. Để con xong nhau. Cái máy cái đông không đẹp như hết cái trò đi chứ. Mày cả cái chụp hình nó tha có ốm thì đùa chứ. Ốm nó động dễ dễ coi chứ. Không có cái gương đó thì ăn cốm. Đây nhưng cái mà nó cứ ái mắt không đỏ. Như có mầm đậu hả? Ăn máy là cắt lá được chứ hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Được.
Chú cứ đi qua cháu đi. Hái luôn bông này. Dạ vâng, hái luôn cả bông dưới luôn này. Mười năm. Họ đã biết đi hái bông chú ăn nhất cái gì không? Ăn má hột lép. Dạ, ăn nha. Dạ, má hột lép. Đáng mà. Đáng vậy thôi. Thank you.
Hết rồi, hết rồi. Hết luôn rồi, đi gì. Tất rụng á. Còn cái còn 300 cây. Cái gì đây rất là hiệu quả không em? Dạ. Đây là mình tỉa đây nhưng mà là gieo. Phú Ninh nè, Phú Ninh, trung tâm ứng dụng khoa công nghệ. Chú mua lên nó như nãy vậy, chú cũng cho anh Thành mấy đứa nó kìa, chú mua chi hùng kìa. Đâu phải một mình đâu mà. Ăn tốt mà hết. Nên kéo hình cách nó được.